Tôi nghệ sĩ ưu tú trong nhà trong cái ngày hôm nay ha của là chị Hương ở Sài Gòn. Tô dĩa hôm qua là chị đem lên để là chuẩn bị là cúng cho ngày hôm nay ha. Thì tổng bill hôm qua là anh đặt là 12 món đúng không? Là 754.000. Đúng rồi. Rồi anh gửi. Anh tưởng là em đi lạc đó. Không phải, từ quán hơi đông quá. Dạ, ồ, quán đông hả? Quán đông. Đi 4 người không có về quán. Tại số thì à, anh Phương nữa nghe, anh Phương đi ghê nghe, quý của chúng đây. Anh Phương, bức xúc. Kính chào cô chú anh chị và cô bác đang xem trên kênh YouTube của tôi. Tại vì anh Phương anh đi riêng cho nên là vì mình sơ sót ảnh. Sáng ngày em cũng có sân bay gửi kiềm. Mà anh Phương là anh em giới thiệu hồi sáng, chứ anh Phương là anh đi hôm qua rồi. Đúng không? Quá mà thì có mặt từ sáng tính tiền hồi sáng thôi. Bởi vì em giới thiệu sáng nay. Giờ anh quên thôi. Sáng thì cũng có mặt cái bữa chiều ngon xong rồi cũng có ghé nhà đó cho một cây nhang xong rồi. Đó. Sáng nay là bốn anh em là đi xuống dưới. Nay chỉ mình sáu người bên Hương ở Sài Gòn. Ở sân bay. Cũng hai chị bên lên. Bơi hai cái máy rồi. Ủa cô Hương hay chị Hương quên anh? Chị Hương. Chị Hương ở Sài Gòn. Mình em thích này ra. Ai dạ, xin chào bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải. Chút xíu mình giống cây nó sắp tiếp rồi không sắp. Mình bơ lẩu cho cậu. Hải sắp bông đi Hải. Còn nữa nha. Cậu có gì cái này không đâu, còn nữa. Còn nữa hả? Ờ, còn nữa. Anh đặt vô hả? Cái kia thì chị Hương chỉ xem trên vậy là chị Hương mua chỗ khác nữa, chút nữa đem đến nữa chứ không phải tại có nhiêu đây. Chị Hương hôm qua đó. Hải. Chị Hương còn đặt đầu chỗ khác nữa hả? Chút mà chị Hương gửi lên sao? Giờ hai mấy anh em là vào để chuẩn bị cúng cho chú Vũ Linh. Ơi kêu anh Nam anh. Anh ngồi anh chờ kìa. Cầm đi. Anh Nam ơi, đây nè, xe kìa. Để cho anh Ngọc anh lấy cái dĩa ra quý cô chú anh chị ơi. Anh Hải lại gõ cái cửa kêu anh ra giùm Hải. Gõ trên Nam phải không? Ừ. Ok. Anh ngồi anh chờ. Anh Nam anh quay clip chúng ta rồi. Lấy cái mâm. Quay cái hướng này nè nó. Hướng này là sẽ tại ớt đi làm clip nên giờ cầm hai máy nè. Đó, quý cô chú vậy. Đây đây, rồi ok. Mình xong cái này ra. À, dẫn cái máy ra ngoài nắng vậy ta. Đặt cái máy đi mát rồi còn dẫn ngoài nắng. Đó là mình còn một thùng ngoài kia đúng không? Rồi vậy nha, mình dẫn vô mát. Này cái ngày qua phải không? Giờ mình lấy ra ha. Rồi, sáng mình gửi rồi đó. Nè, để xuống đây nè. Để xuống đây nè, cái mình cô Hương. Chị Hương. Có chị hả? Này chị Hương. Chị Hương cũng hai mâm chai hết luôn hả anh Minh? Té ngủ hả? Hả? Hai mâm chai. Cái kia là chè xôi. À vậy là chỉ đặt chè xôi hả? Để bạch bọng đâu trên đây mình đông chảy. Ở cái nãy gì đã thì ta giống niệm hơi nước đó vậy? Đó hả, đang cho đụng bể rồi đó, để những cái đồ chắc dễ dễ vỡ á. Rót đầu ngủ không ngọc. Mềm nè. Quăng lại thành cục à. Nè mềm đã bộ. Rồi giữa tay cái. Ngọc ngọc, chút lấy này rót đầu ngủ. Mềm bộ. Cần ghê không? Hỏi không trả lời luôn. Rồi, cười khi dễ vậy. Quay qua cười khi dễ vậy trời. Giữa tay nghe, quý cô chú anh chị. Đậu đâu? Hai bọc mẫu nè. Cái nồi vậy? Cái nồi đâu anh? Cái nồi gì? Anh Khoa đi qua lấy cái nồi với cái bếp giùm em. Không cái ấy nó chưa giao lên hả? Chưa giao luôn hả? Cái ấy là gì? Cái vậy anh có lấy cái nồi không? Không.
không không vậy hỏi đi em có cái ấy rồi ừ, có ấy rồi thôi vậy cô Hương là cái cô mình cho đi chị chèn mình đúng không anh không cái này chị Hương chị Hương chứ phải cô cái này là chị hả cô Hương là khác cô Hương ở ở Sài Thành chị Hương này hình như là rồi, nữa rồi. Bữa nay là lần thứ mấy cúng ta anh mình hả? Lần thứ mấy chị cúng này ra lần đầu tiên cúng luôn lần đầu tiên chị còn đặt chai xe ưa trò gì cho chè xôi xôi với chè nói gì vậy không em nghĩ là để ra ngoài luôn anh để gì đẹp à, mà để gì thì nó có tại vì còn còn xôi còn chè còn cái này ừ. Làm gì mới ấy nè ha làm đẹp quá mà sao mình để luôn ở đây được ta ừ, mấy anh có cái cây dài để xuống được nè em không có cây dài nên giờ phải cầm cầm cương mới để nó ngã gió ngã cái khổ à, nữa gió ngã cái điện thoại đang mát rồi dần gió ngã cái là đói luôn cơ đặt nhà hàng là nó làm nhìn nó hấp dẫn quá anh Minh. Luôn mà ừ. Cái mình để vô trong đây nè, giờ mới khó cho mình nè. Hấp dẫn. Ha, đẹp ra luôn mà giờ mình đưa vô đây là khó nè ha. Thôi mình để vô luôn. Đây còn mấy hộp? Không, phải để vô chỗ đây. Ừ. Để vô đây là giờ anh như mình trộn luôn. Làm từ từ chút xíu. Ừ. Sao mà bỏ vô chai được anh à, cứ làm đi làm không không nhìn mình không 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 sự luôn cái này cho ra dễ ra dễ luôn ha thôi đừng cho ra dễ cái này chỉ cúng bữa nay thôi ha sao cúng ba bữa liên tiếp luôn y vậy hả anh không đổi nữa à chứ mình cúng một bữa một có một món một nó cũng ngon dạ yeah. Vậy ha nhưng mà anh cũng đặt nhà hàng hay là đặt lần sau à ngày mai là ngày giỗ tổ Hùng Vương rồi đám giỗ của Hùng ừ rồi được anh khỏi chiều là mấy anh em mình đi lên nhà thiện tiên nha cô chú anh chị ơi ăn tiệc ngày mai là ngày anh em mình họp mặt ha đúng rồi, đúng rồi. Lâu mình phải làm cho anh em hợp mặt đúng rồi còn có nhiều anh em đâu còn có mấy người mà trong đó là thương rồi thương anh lớn nhiều nhất bữa nào không có anh lớn ở đây là buồn sáng giờ là chỉ có một khán giả hả hả sáng giờ họ ít khán giả lắm à. Thấy anh lớn không có ở mộ khán giả người ta biết á là không tới còn bây giờ tới chiều có lớn ở nhà coi khán giả đi tới mộ cậu gần gần cho coi nè phải không đó không thiệt cái này nó chơi chứ sáng giờ anh coi video em coi có được bao nhiêu clip mà một clip ở trong đó được bao nhiêu người nãy giờ hồi nãy về là 12 giờ mấy á 12 mấy tới nhà bây giờ đưa clip tới, lên tới anh lớn mà đưa clip này lên cái khán giả rồi rồi vì mình nó về rồi rồi mình đi lên mộ coi đó nó món nước đẩy anh ờ có cơm đẩy lên nó quay gần vậy hấp dẫn cơm này cho ra chén này nè đúng không do là cái này nó xếp đẹp lắm mà về tay của mình sao bỏ vô đâu mà không có được đẹp nhưng mà vậy là cũng ok rồi nha xong nội rồi à, ủa rồi chừng nào đem cái có. Mình chợ chè cúng luôn hay là cúng sau anh Minh cái này vô cơm đây thì tôi đủ ở đây kia tôi đủ đi anh Minh mình cúng chè sau hay là cúng chung chè đâu hả có chè đâu còn nữa còn đặc biệt nữa không biết là giờ mình cúng chung hay là hơn nữa cúng sau cúng một lượt một vậy là mình phải chờ gần tới chưa nãy là gần tới rồi gần không chị bộ lúc mắm nó đây ngay giờ này cậu đói lắm mơ tới quá bữa rồi một giờ mấy rồi nãy về là cho chú uống sơ 247 rồi đó còn
bên đây là đầu chai đi đâu cũng vòng khoa này hoài ta chén xung quanh chút xíu với mình. Đầu chai mà đặt nhà hàng nó làm nhìn bắt mắt ha. Ừ. Nhìn nó bắt mắt. Ui, có khán giả vào giếng kìa. Đã nói con gì mình về mà cãi không có anh cả về cái này. Thì đó. Anh đó kìa. Vô có đóng cái làng luôn kìa. Đừng quay không vô vô lên cái về liền. đừng quay để ta nói đừng quay rồi mà. Ê có xe du lịch kìa, ta giao bằng xe gì anh? Xe du lịch. Đó, vậy chắc xe du lịch đó quá. Anh Ngọc qua coi cho em cái Ngọc. Xe du lịch màu xám kìa. Đừng quay nha. Đúng rồi, xe du lịch. Vậy đi ra ngoài nha. Xe du lịch giao chè xôi của chú anh chị ơi. Hôm nay là anh Minh cũng lớn luôn nè. Của chị Hương. Nó nhận chè xôi mà. Giao đồ luôn không chị? Ủa cái chỗ xôi này thấy quen quá ta. Chị Hồng Ngọc đặt xôi đó mà chị này cũng giao nè. Thôi. Dạ. Ý là em nói đặt chị Hồng Ngọc là đặt xôi chị này cũng giao đúng nè. Đúng rồi, chị Hồng Ngọc cũng chị giao. Chị thấy đúng không? Em nói đúng không? Anh Minh. Đúng rồi. Chị này chị xem chị thấy chị Hồng Ngọc đặt thì đâu có chạy đâu được nữa. Ờ thì đó, không chạy đâu được nữa. Mà nhìn thấy chị này quen rồi. Thấy anh này nữa nè. Ừ, anh này giao xôi. Bởi anh cũng chia sẻ đứng giao cho mấy trăm cái xôi mít đó. Tiếp cho. Lúc trước là chị Hồng Ngọc cũng đặt cái chỗ này nè. Là hồi đặt hãm chị này cũng giao xôi cho chị Hồng Ngọc cũng đặt thế nè. Đúng không? Bởi vậy. Đâu có chạy đâu được. Nhìn thấy chị này thấy quen nè. Không có chạy đâu được hết. Chính xác luôn. Rồi đi vô trong luôn. Bữa nay là đồ cúng của chị Hương. Tên cũng là cái chè xôi nướng nè. Y chang luôn đó. Giống quá ha. Quay luôn à. Con lộ ta. Ừ, cái xôi này nữa nè. Sao bảy màu nữa. Sao bảy màu à? Xe máy có hai ba màu gì mà sao nó bảy màu. Tên không chạy đâu được hết. Anh lớn hết, chạy hết luôn à. Hết chạy hết. Mấy anh thiệt chứ. Không cháu được nữa. Cái xôi nha cô chú, bên đây là cơm chay. Này giống chị Hồng Ngọc quá ha. Ừ, cái chỗ này đặt là cái chỗ này đặt. Bên đây là cơm chay. Còn cảm ơn anh. Còn bên đây là các bạn, bên đây là để sạn để xôi chè. Nồi cho một lon xì tin là cúng trên mẫu của chú. Anh nhìn thấy cái chị giao đồ làm thấy quen rồi. Chị nào đó giao cho chị Ngọc nè. Thì đó. Đúng rồi, ai nói đúng rồi. Thì nãy em thấy sao cái chị này có canh đó nữa. Hai chồng đó. Đợt sinh nhật giao cho 100 cái xôi mít. Đúng rồi, bánh kem. Đó. Nhưng mà này không có của chị Ngọc nha, chị Hương nha. Nãy giờ ai nói của chị Hồng Ngọc gì luôn á. Ờ, trời gì đâu. Nãy giờ có ai nói của chị Hồng Ngọc đâu, người ta nói là cái chị giao đồ nào là giao. Biết rồi, anh đâu có nói em nói đâu. Ý là anh giới thiệu hiểu không? Ý là anh giới thiệu cái này là chị. Ủa anh mình cúng ở đây luôn hay là mình bài xong bưng ra ngoài? Bài xong bưng. Bài xong mà bưng ra. Mua bán luôn á anh. Ồ. Của chị đặt bằng vàng luôn nha cô. Bằng vàng luôn. Y chang nữa hả? Nếu mà ở em sợ nó đổ á. Xong bưng ra ngoài bày luôn đi. Nắng à. Nắng với chẹt á người ta lại cúng cái đụng á. Dưới này mát mình dễ làm hơn. Nhẹ lên qua. Ra ngoài nó nóng. Để ghi. Đó bây giờ là sắp cái bàn bên kia kìa anh ơi. Cái bàn bên đây là cơm liên à, bàn xôi liên đâu anh Minh. Đi. Bên đây là xôi cơm riêng, còn bên kia là xôi kho, xôi lẩu. Xôi dưới ấy rồi để ghi một bàn của anh là để ghi một bàn đây. À, còn bàn này còn riêng bàn đó. Bàn này là riêng. Đúng rồi. Anh lấy riêng bàn này. Bộ bàn này của một chủ nhân luôn hay sao? Chủ nhân luôn. Chủ nhân luôn anh. Sao riêng rồi sao? Cái này là đặt. Ý là đồ chai. Ý là đồ chai, còn bên đó là xôi với lại chè. Xôi là chị đặt riêng ở dưới đem lên. À. Thì ra là vậy. Rồi anh nấu vàng tới giờ anh mới hiểu chứ. Không chạy đâu được hết.
Ở cái nồi bằng vàng luôn, trời coi qua cái quay cái nồi bằng vàng kìa. Cái nồi lẩu vàng luôn. Nồi là nồi lẩu cù lao. Cái nồi này lẩu cù lao hả? Vàng 4K gì quá. Nồi vàng 24 đúng rồi. 24K nó đậm hơn của ông không? Mình để cái này luôn anh. Nó đậm hơn chiếc nhẫn của ông không? Đậm hơn. Rồi là 4K lộn rồi. Lẩu này không bảo quản là hết. Ơi. Cái thằng đó nó quên, nó đừng nói nó không cho cồn nha. Không đem cồn rồi. Mình nhớ mình điện nó, mình dặn thêm một lần nữa mà ta. Biết không không à. Bây giờ nó có hành trái tim ra cái dĩa này cái xôi, đúng rồi, cái xôi chè, xôi nước nè. Ừ. Đem qua đây đi, để cho chị. Đây để em xách qua đây đi, để cho chị đi. Để cho chị giải quyết gọn bên đây nha. Xe nè, đó, chè. Đẹp ghê ta, chè này đẹp. Sự thật ở đây. Chuyển hộ khẩu hả? Đó, bông mình bông ra. Trời ơi, cái lọ hoa nãy giờ không thấy luôn. Lọ hoa nữa. Lọ hoa đẹp chứ hả? Không chạy đâu được nữa. Ngọc Ngọc quay qua em quay cái lọ hoa ngay thôi, hoa đẹp chứ vậy? Trời ơi, cái lọ hoa đẹp quá. Trời ơi, anh Minh nhận cuộc gọi gấp. Đâu đâu đâu, đâu. Quay 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 cái coi. Alo, em không có đem cái chai cho cái. Ồ, cái lọ hoa đẹp quá cô chú anh chị ơi. Đó, bây giờ là sẽ cắm hoa nha. Độc lạ không ha? Rồi, rồi, cái này là hoa hoa ly hả? Hôm nay chị không mua cẩm tú cầu với cái gì quên nào? Cúc mẫu đơn. Đầu tiên mà. Quên quên. Tại nhìn giống y như là cái những cái như là đồ cúng của chị đúng không anh? Hồng lộc trước cái này là của chị Hương đúng luôn, cái chè này luôn nè. Hồi gửi chè thì ta làm màu sắc vậy thôi chứ. Là sao lúc trước có một người đặt giống vậy nữa hả? Dạ lúc trước là chị Hồng Ngọc đó. Anh với chị cũng có giao chị đặt nhiều lần đó anh nhớ hả? Vì soi mà xôi mà bỏ vô cái kẹp mít á, xôi mít á, nguyên cả mâm luôn á, một mâm xôi mít á, anh nhớ mà đặt lại mâm xôi mít đâu, lại mộ để cho trưng bày ra luôn á. Đổ đi, em cứ đổ. Các chị Hồng Ngọc thì đặt anh chị cũng nhiều lắm. Anh pha đâu rồi ta? Nắm cái máy dùng mẫu đi đâu mất tiêu nãy giờ trời. Ừ, cái băng cục mua hai cục tròn rồi cái thằng đó nó quên dao luôn hả? Nó quên rồi nên giờ đi mua luôn hả? Hồi nãy là anh nhắc luôn rồi đó, anh nhắc hồi nãy có vô đây ảnh có nói là tại bữa nay đi heo luôn, đi heo chè luôn. Dạ đúng rồi, là xong là mình được giữ luôn hả? Để lại hết á, không có đem dạ y chang luôn, hai bình lẩu mà anh không biết được anh đổ hỏi xong y chang hai bình mình còn bịch bánh mùng tôm đó nè Minh. Tại vì một là một cái lẩu khác nhau. Hồi nãy anh hai cái. Hồi nãy anh không bỏ cái nước trong nồi đó vô cái bịch lại, anh bỏ ít nước thôi, anh bắt cho nó sôi lên cái thì chứ anh châm vô sao? Đang nóng mà. Cái lẩu này sao đút cồn rồi. Thì bỏ cồn vô giữa phải không? Đó, bỏ vô đó. Không phải được. Sao không được, đá người ta thiết kế là có cái chỗ rồi. Hang gì mà hang, đá ta bỏ cồn hang. Cồn thì nó cháy trong đây xong nó nóng, đâu nóng hết được. Sao không nóng, hơi nữa nó sôi một luôn. Để rồi coi. Dạ hình bằng cái măng cục mà cô chú. Mình anh áo vàng anh không tin nổi. Dạ hình cái măng cục. Mùa trái cây sắp đến rồi. Thôi nó làm cái thùng riêng đó. Hai đen mùa trái măng cục rồi đó. Sầu riêng số lượng này chắc cầm 3 ngày. Tạo hình nó lâu lắm. Cái bao lâu nó không quan trọng. Quan trọng biết để không muốn. Anh chuẩn bị bên đó, em chuẩn bị bên đây nha. Cái mâm này đẹp quá. Dạ. Mâm này của chị đặt mà hôm qua mới đem lên này. Clip này hơi bị dài luôn nha. Dài cái mặt của ổng mày khăn mày dài đôi hả anh?
Cái tiệm của mình là ở Thủ Dầu Một hả anh? Dạ, tiệm em Thủ Dầu Một. Dạ. Ở ngay chợ không à? Dạ, em ở gần chỗ tòa nhà BKMS anh. Tòa nhà BKMS. Dạ. Cái tiệm kè tên gì? Soi Khang anh. Soi Khang. Cái anh này hồi đó chị Phương Ngọc đặt cũng nhiều lần lắm á. Dạ. Anh quên á. Khách quen luôn á. Mà lâu quá mà không thấy chị đặt lại. Dạ. Anh quên nhé, chứ hồi đó dạ. lúc mà chú mới mất khoảng độ chừng 2-3 tháng á, là chị Ngọc chị đặt nhiều anh nhiều lắm á. Dạ đúng rồi. Cho nên là chị Hương chị cũng thấy chị đặt địa chỉ. Dạ. Chị Hương là chị thứ hai là đặt cái tiệm của anh á. Nào giờ hình như là chỉ có thấy chị Hồng Ngọc là hay đặt tiệm anh nè. Và bữa nay là tới chị Hương. Xưa hình như là chị Sáu Hồng cũng có đặt nữa đó. Chị Sáu Hồng hả? Chị Sáu Hồng á. Sáu Hồng hoặc là Nhung á hả? Không, chị Sáu Hồng đúng khác. Đúng rồi, Sáu Hồng mà tên Nhung á. Dạ. Không phải là Hồng Nhung nha. Rồi. Đây, quá trời nhiều. Đầy quá đầy luôn á. Thật luôn cái. Bữa nay mà thấy chị Hương chỉ cúng lớn không biết là trả lễ ha, có gì không anh ha? Nhưng mà chị gia đình này cũng ít người quý chúng vậy, cho nên là ekip nói rồi còn mấy anh em qua YouTube không à, tự làm tự diễn cho nên nó hơi lâu tí quý của chúng chị. Ủa cái cây này của ai anh Minh? Của Nam á, Nam anh bỏ đi rồi. Ủa rồi cái máy này là của ai? Hai mâm hoành tráng. Ồ, bỏ vô đây luôn. Này anh Minh dẫn hả cha anh? Này là có ý nghĩa gì ta? Đẹp. Không, quá đẹp đâu. Cũng có cái gì đó. Này cúng bình thường là không có như vậy. Trừ khi có cái gì đó thì người ta mới cúng cái những cái này. Nhìn thấy nó lạ. Anh áo vàng biết cái này là có ý nghĩa gì không? Dạ. Cũng trời năm 19 mà. Anh Ngọc thì nó để cho anh đẹp. Nó đẹp. Biết gia đình dạng là đẹp. Còn em nghĩ là chắc cũng có một cái ý nghĩa gì để cúng khi mà cúng. Không, cái này cúng xong bỏ luôn, chúng mới luôn. Nè anh nó cúng xong bỏ luôn. Không biết cái nghĩa đó, để đi chứ nó. Thấy cái này lạ. Cái này sẽ để xung quanh mâm luôn hả anh? Mâm xôi phải không? Lạ ta. Quá đẹp cô chú. Trời ơi, Phương đứng chát cái máy luôn ba. Cái chén xíu. Giờ mình lấy cái muỗng múc nó bỏ qua. Nè anh, xong rồi nè. Làm cúng buổi trưa của chú anh chị. Quá trời luôn. Thì xin kết thúc của chú anh chị ơi. Chúc của chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa tốt lành nha. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như like để ủng hộ kênh của Hiền Tiên. Một lần nữa cảm ơn chị Hương đã cúng cho chú hai bàn ha. Một bàn xôi chè và một bàn là
có lẩu nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo. Chắc giúp em bưng cái bàn vô chỗ mát, nó nắng quá sợ hư đồ.